Malamed Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương ha. Trời quá trời nắng luôn. Hỗ trợ chị cùng với. Hello Duy Tiên. Con chào hai cô cầm dù đi cho mát. Dạ. Đó, quá trời nắng luôn. Dạ con chào cô. Ôi hoa quá trời hoa luôn. Cái này hoa mình cắm đâu cô? Một mình chú rồi hả? Thôi để con để cầm lên phụ cho. Trời ơi. Một bình hai bình hả? Dạ không, không để vậy là đi mua bệnh luôn đi, tại vì cô bệnh có cái bình rồi mình tọt vô cái lỗ đó là sao? Có cần cắt sơ không? Chỉ hơi dài không anh? Ừ. Đó hơi cao hả? Bẻ luôn hả? Nắng quá trời ha. Đẹp rồi đúng không? Đẹp rồi. Bây giờ cô đem trái cây qua cho cô Hoành Kim Huệ nè. Đó. Cái cô buổi trưa là cô mua hoa rất là nhiều đến rồi. Trái cây đâu mới ngủ vậy nhìn chưa hiểu được vấn đề. Bình này đâu nháy. Đẹp không chị? Đâu em đếm nãy giờ hơn mà. Em đếm mấy tầng? Em đếm nhiều lắm á. Ờ vậy hả? Dạ. Thôi em tính vậy thôi, em đừng có tính nhiều. Tính nhiều rối não. Cô nói tụi bay làm nhanh lên cho tao cúng cái cho khỏe cái. Nó nắng gần chết rồi. Anh nấu vàng ơi, anh vô làm này cho nhanh, anh nấu vàng ơi, anh phụ cho nhanh. Ừ. Phụ đi nấu vàng cho nhanh. Chú phụ này đi cho nhanh. Cũng mới anh quay đi phụ cho mới anh. Cước cái hoa ra rồi rồi cắt ra. Bây giờ mình là nhưng bằng cái lòng trời tắm ngọt cơn
tăng ấp nhất đúng không? Nào cho đường lại vậy nữa này thì trong đời sao như có nam cùng người thiên nữ nào gắm hình tượng Phật hình tượng Bồ Tát hình tượng Bích Chi Phật hình tượng Vua Chuyên Quân và Bồ Tát cúng dường thời đăng mơ. Rồi để chỉ cắm luôn nha anh, để chỉ phối đi. Rồi bây giờ mình đi lên phía trên đi, trên mấy cô đang đang giếng mộ chứ. Hoa quá trời nhiều luôn, cắm cắm quá trời hoa luôn. Nè em cầm lên chạy lên lấy cái dù nữa. Hòa nghe thấy một bài nghe mơ câu kinh rồi phá tâm ăn chân chân trầm tương kính người khen Bồ Thí cúng dường người hãy đưa nắng quá chừng cô ha. Nắng quá chừng luôn cô chú anh chị. Bữa nay ngày thứ sáu mà mộ của chú ha, cái cây là quá chừng luôn. Đặc biệt là bên đây có hoa màu tím. À, cái hoa màu tím á là cái có một vị khán giả ở Long An đó. À, nhờ Bà La Mết cúng cái mâm cúng trong 3 ngày ha. À, và đặc biệt là phải có hoa màu tím. Đó. Cô ơi mình ở đâu hả cô? Con thấy cô quen quá. Dạ cô ngại ghi hình. Đó. Đúng rồi, hôm trước cô đến mà làm hết có biết mà. Thấy cô quen. Ừ, bởi vậy thấy cô đó. Biệt là hôm nay là cô mua hoa quá trời nhiều, mấy anh em cũng làm 5 phút luôn mà chưa xong luôn. Mà trời bây giờ đang nắng quá trời nắng luôn ha, 13:36 nè. Hoa chị Nhi giờ mới cắm xong luôn đó, cái bình hoa cuối cùng đó, hai bên ở dưới luôn chị. Đúng rồi, quá đẹp luôn. Đó, hoa quá trời hoa luôn. Trời nắng khủng khiếp luôn. Đó như các cô chú anh chị thấy ha, à, đến hôm nay thì mộ của chú là hơn 7 tháng rồi, nhưng mà khán giả đến viếng vẫn rất là đông ha. Rồi bà con yêu quý chú mua hoa trái cây nè. Hồi trước thì bà con mua bánh bía tới cúng chú đó. Nhưng mà nay cũng lâu lắm rồi, khán giả ít mua bánh bía hơn. À, theo mình bên để ý thì hãy bà con mua hoa chứ trái cây là nhiều. Rồi đến đây thì mà làm hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại cái video này ha. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mà làm hết Bình Dương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.